Chào các em nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một loài động vật sống dưới đại dương vô cùng đặc biệt, đó là con tôm hùm. Con tôm hùm không chỉ là một loại hải sản ngon và phổ biến mà còn là một phần quan trọng của hệ sinh thái dưới biển. Hãy cùng nhau tìm hiểu về con tôm hùm và cuộc sống của chúng dưới đại dương. Con tôm hùm có hình dáng đặc trưng là cơ thể dẹp và phẳng, với vỏ ngoài cứng cáp và màu sắc thường là màu xanh hoặc xám. Chúng có đôi càng mạnh mẽ và một đuôi dài giúp chúng di chuyển nhanh chóng trong nước. Mắt của tôm hùm ở gốc anten có khả năng phát hiện ánh sáng và bóng tối, nhưng không phát hiện ra màu sắc hoặc hình ảnh. Đôi mắt được cấu tạo vô cùng đặc biệt với hệ thống lưới từ hàng nghìn các ô vuông. Với cấu tạo này, tuy rằng không giúp tôm hùm nhìn rõ mọi thứ xung quanh nhưng lại giúp chúng thu và cảm nhận ánh sáng rất tốt. Dưới bụng tôm có 4 cặp phao bơi giúp tôm hùm di chuyển về phía trước và lưu thông nước bên trong nơi trú ẩn của chúng. Các tuyến anten của tôm hùm nằm gần râu, nó là nơi để tôm hùm tè. Đúng vậy, chúng tè ngay ở trước mặt của chính mình. Tôm hùm phun nước tiểu của mình cả trong khi giao tiếp với đồng loại, thậm chí cả khi chúng chiến đấu nữa đó. Tôm hùm thường có 2 càng với kích thước khác nhau giống như một máy nghiền. Nó được sử dụng để nghiền nát lớp ngoài của con mồi. Tôm hùm thực chất là không già đi. Nếu điều kiện thuận lợi, không bị bệnh tật và môi trường thích hợp, có thể nói tôm hùm là bất tử. Chúng không ngừng lớn bằng cách lột bỏ lớp áo cũ mỗi khi chật, thay bằng lớp áo mới, nghĩa là chúng lại lão hóa ngược thêm một lần. Nếu tôm hùm bị mất càng hoặc chân, nó sẽ mọc ra một cái khác khi lột xác. Quá trình lột xác xảy ra nhiều lần trong năm cho đến khi tôm hùm trưởng thành với kích thước hoàn chỉnh. Trong quá trình lột xác, mai tách ra và từng mảng cứng bị rụng. Bất kỳ chi bị thiếu nào sẽ mọc lại trong thời gian này và giống hệt như ban đầu. Tôm hùm thường sống khá sâu dưới đáy biển. Một số loài tôm hùm có thể sống ở độ sâu rất lớn, thậm chí là hàng trăm mét. Điều này giúp chúng tránh được sự săn bắt của các loài cá lớn và động vật săn mồi khác. Chúng thích sống ở những vùng nước lạnh và có ánh sáng yếu. Con tôm hùm là loài ăn tạp, chúng thường săn mồi như cá, sò, ốc và thậm chí là các loài giun, sâu bọ nhỏ dưới đáy biển. Tình trạng bảo tồn của các loài tôm hùm đang gặp nguy cơ do khai thác quá mức và mất môi trường sống tự nhiên. Việc áp dụng các biện pháp bảo tồn và quản lý khai thác bền vững là rất cần thiết để đảm bảo sự tồn tại của chúng trong tương lai. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về con tôm hùm, một loài động vật sống dưới đại dương với nhiều đặc điểm độc đáo và quan trọng trong hệ sinh thái biển. Hy vọng rằng các em đã thấy thú vị khi khám phá về cuộc sống của chúng. Hãy tiếp tục đam mê và khám phá thế giới tự nhiên xung quanh. Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu sắp tới.